chào mừng mọi người lại đến với kênh máy chế biến gỗ Quốc Duy. Hôm nay, chúng ta cùng xem qua con máy ép nguội thủy lực 50 tấn nha. Thì máy này đơn giản chỉ là được vôi đã dán keo để vào bàn ép và cho máy ép là xong. Máy này được thiết kế với một bàn ép và một thớt ép có kích thước 1250mm rộng, 2500mm dài, được nâng hạ bởi hệ thống thủy lực. Động cơ bơm thủy lực có công suất là 4kW, cho lực ép là 50 tấn. Khoảng cách từ mặt ép đến bàn tối đa là 1m. Để có thể ép với lực lớn như vậy thì kết cấu và linh kiện của máy cũng có chất lượng rất tốt. Các thanh răng, bánh răng, xi lanh thủy lực đều có khả năng chịu được lực lớn. Tổng trọng lượng của máy là 3 tấn. Và kích thước của máy là dài 2860mm, rộng 1300mm, cao 3400mm. Mọi người có bất kỳ quan tâm nào dành cho máy ép nguội này, hoặc cần tìm những dòng máy ép khác, hãy liên hệ với Quốc Duy qua 0903600113 để được tư vấn tận tình nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem, xin chào và hẹn gặp lại.